Xin chào tất cả mọi người. Mình đang di chuyển trên quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình. Nằm cách trung tâm thành phố Phan Thiết khoảng 45 km về hướng Bắc, Sông Lũy là một xã thuộc huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Xã Sông Lũy được thành lập vào năm 1979. Đến năm 1999, Sông Lũy có diện tích là 91,36 km², dân số là 7.793 người, mật độ 85 người trên km². Để có được cái tên địa danh Sông Lũy như ngày nay, thì khi xưa người Chăm đã chọn Thổ Ngạn một con sông để xây dựng thành lũy. Nhằm mục đích bảo vệ mặt phía bắc của thành, bao gồm đất đai và dân làng. Trải qua nhiều biến cố trong giai đoạn khoảng hơn 500 năm, thì nhiều đoạn thành lũy bị hư hại nhiều. Đến nay, mật độ phát triển dân cư tăng nhanh nên nhiều đoạn thành lũy khi xưa đã được san lấp làm khu dân cư và đường giao thông phục vụ đi lại. Chúng ta vừa vượt qua khỏi trạm thu phí BOT xã Sông Lũy thưa các bạn. Cái tên địa danh Sông Lũy, tức là sông của thành lũy, ngày nay được bắt nguồn từ bờ cõi thành lũy bên con sông khi xưa của người Chăm mà được đặt thành. Sau khi qua khỏi Sông Lũy thì mình sẽ tới thị trấn Lương Sơn
Cổng Trục, huyện Bắc Bình luôn nha các bạn. Thị trấn Lương Sơn nằm cách trung tâm thành phố Phan Thiết khoảng 53 km về hướng Bắc. Ngã ba Lương Sơn rẽ phải đi Mũi Né và Bò Trắng đây các bạn. Thị trấn Lương Sơn được thành lập vào năm 2007. Dùng khoảng thời gian có mặt địa danh Lương Sơn trên bản đồ tỉnh Bình Thuận thì lâu dài hơn thế nữa. Ít nhất là từ năm 1836. Khi xưa, nơi đây người ta đã dùng con tên sông để gọi tên vùng đất sông chảy qua. Khi địa danh dân gian chuyển thành địa danh hành chính, đã dùng mỹ tự là Lương Sơn. Trong đó, chữ Lương Sơn có nghĩa là tốt lành, lương thiện, không còn nghĩa là lương thực như thời xưa để đặt tên thôn. Nhất là khi ghi chép vào địa bạ. Chợt ngẫm ra rằng dù có nguồn gốc như thế nào đi nữa thì theo thời gian người ta để lại cho hậu thế một địa danh đẹp, một cái tên đẹp. Không chỉ là tên gọi một vùng đất, mỗi khi nhắc đến Lương Sơn, Lương Trung, Lương Đông hay Lương Hòa thì con cháu sẽ nhớ lại một chữ lương cao quý tốt đẹp mà cha ông đã từng để cái tâm để nhắn nhủ và gửi gắm. Thị trấn Lương Sơn ngày nay khá phát triển về cơ sở hạ tầng, khu dân cư. Mọi mặt về nhu cầu tất yếu trong cuộc sống của người dân nơi đây đều được thỏa mãn. Nào, bây giờ chúng ta cùng tiếp tục trải nghiệm con đường này nhé các bạn.
Thank you.